kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa, Tổng thống Biden có làm khó ông Trump? Giới chuyên gia cho rằng một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống Joe Biden là ông Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng. Truyền thông Mỹ vừa đưa tin, chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp tại Nga. Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận thông tin trên. Dù vậy, một bước đi như thế có thể tác động đáng kể đối với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh ông Biden sắp rời nhiệm sở và Tổng thống đắc cử Trump cam kết hạn chế sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev, cũng như chấm dứt cuộc chiến trong thời gian sớm nhất có thể. Trước đó, Ukraine đã kêu gọi được phép sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa của Mỹ, được gọi là hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS trong suốt 2 năm qua. Các tên lửa này có tầm bắn khoảng 300 km, đồng nghĩa có thể giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Jorgo Barros, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ nhận định với đài ABC News Úc rằng việc binh sĩ Triều Tiên được triển khai tại mặt trận Kursk là diễn biến leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột, khiến Mỹ phải cân nhắc cho phép sử dụng các tên lửa này. Giới phân tích nhận định, một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến quyết định của ông Biden là ông Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng. Ông Biden và các cố vấn đang tìm cách làm mọi điều có thể trước khi chuyển giao quyền lực lại cho Tổng thống đắc cử Trump vào tháng 1 năm 2025 tới, ông Barros nhận định. Ông Trump từng tuyên bố ông có thể kết thúc chiến tranh trong một ngày và chỉ trích mức tài trợ Ukraine nhận được từ Mỹ. Theo đài CNN, ông Trump nghĩ mình có thể đàm phán hòa bình nhưng lại sắp thừa hưởng một cuộc xung đột mà mức độ căng thẳng có nguy cơ leo thang sau bước đi trên của ông Biden. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden đã cung cấp hơn 64,1 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Theo ông Barros, các chính sách liên quan đến Ukraine sẽ là một phần trong di sản của ông Biden. Và quyết định mới nhất nói trên, dù bị xem là chậm trễ, vẫn là một nỗ lực để củng cố di sản đó. Ukraine rơi vào cuộc chia rẽ lớn sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump. Chiến thắng của ông Donald Trump đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu nhiệm kỳ tổng thống của ông tác động ra sao đến xung đột Nga-Ukraine. Ở Ukraine, chiến thắng của ông Trump vấp phải phản ứng trái chiều. Những lời đe dọa cắt viện trợ cùng đề xuất của ông rằng ông có thể buộc Kiev nhượng bộ lãnh thổ đã gây ra không ít lo ngại. Dù vậy, nhiều người Ukraine vẫn hoan nghênh chiến thắng của ông. Một số quan chức, chỉ huy và binh lính của Ukraine khẳng định với đài ABC News rằng chiến thắng của ông Trump có thể là cơ hội để kết thúc xung đột, ngay cả khi cơ hội này tiềm ẩn không ít rủi ro. Việc ông Trump lên nắm quyền đã mang lại hy vọng cho Ukraine, một chỉ huy đơn vị máy bay không người lái UAV miền đông Ukraine nói với ABC News hôm 15 tháng 11. Vị này đồng thời khẳng định ông Trump là một người thẳng thắn, sẵn sàng đưa ra những quyết định mạnh mẽ và sẽ không giả vờ giúp đỡ chúng tôi. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump liên tục tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24 giờ bằng cách buộc Nga và Ukraine đàm phán. Ông Trump và các thành viên trong chiến dịch tranh cử từng đề xuất rằng Ukraine có thể phải chấp nhận tổn thất về lãnh thổ. Nga đang từng bước tiến quân ở đông Ukraine, trong khi quân đội Ukraine buộc phải dàn trải mỏng vì thiếu nhân lực. Con đường duy nhất còn lại là con đường ngoại giao, chỉ huy đơn vị UAV ở đông Ukraine nói. Tuy nhiên, không ít người Ukraine lo lắng Moscow sẽ thành công trong việc áp đặt điều khoản bất lợi cho Kiev trong các cuộc đàm phán. Một quan chức quân sự cấp cao nói với ABC News rằng đàm phán bây giờ có thể là một sai lầm chết người khiến Ukraine mất lãnh thổ vĩnh viễn, trong khi nhận được rất ít sự bảo vệ trong tương lai. Những người khác tin rằng Tổng thống đắc cử Trump, người coi trọng hình ảnh một lãnh đạo mạnh mẽ, khó có thể chấp nhận mọi điều khoản của Moscow. Họ hy vọng nếu Moscow từ chối, ông Trump có thể cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hơn với ít hạn chế hơn để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người từng nhiều lần tuyên bố sẽ không nhượng bộ lãnh thổ, tuần trước cảnh báo rằng một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng có thể sẽ là cách kết tồi tệ đối với Ukraine. Tất cả chúng ta đều muốn chấm dứt xung đột này,
nhưng phải có cái kết bằng một cái kết công bằng. Nếu xung đột kết thúc nhanh chóng, đó sẽ là một tổn thất cho Ukraine, ông nói. Nga lo ngại về những diễn biến tiếp theo của Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã đưa ra những nhận xét về tình hình xung đột tại Ukraine và lập trường của Moscow trong một cuộc họp báo tại diễn đàn Shebaniyas ở Abu Dhabi vào ngày 15 tháng 11. Ông cho biết Nga vẫn chưa rõ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ giải quyết cuộc xung đột như thế nào, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về những diễn biến tiếp theo từ phía Ukraine. Chúng ta hãy chờ xem ông ấy sẽ làm gì, ông Lavrov chia sẻ khi được hỏi về kế hoạch của Kiev trong bối cảnh căng thẳng vẫn leo thang. Về phía Nga, Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng lập trường của Moscow đã được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rõ ràng trong các cuộc gặp trước đó, đặc biệt là trong các cuộc gặp với các đại sứ Nga tại Moscow vào ngày 14 tháng 6. Ông Putin yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập và từ bỏ ý định gia nhập NATO, điều mà Moscow coi là yêu cầu cơ bản để có thể tiến tới một lệnh ngừng bắn và giải quyết xung đột. Điều này phản ánh rõ ràng quyết tâm bảo vệ yêu sách lãnh thổ và an ninh của Nga. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng không bỏ qua vấn đề quan hệ Nga-Đức trong bối cảnh xung đột Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã đặt câu hỏi về lý do Berlin tiếp tục duy trì lập trường mạnh mẽ hỗ trợ Kiev, dù mối quan hệ giữa Nga và Đức đã có nhiều thay đổi kể từ khi chiến sự bắt đầu. Ông Lavrov bày tỏ ra khó hiểu về động cơ của Đức khi tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine, bất chấp các hậu quả kinh tế và chính trị mà Berlin đang phải đối mặt. Mối quan hệ này càng trở nên căng thẳng hơn trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào cùng ngày. Dù cuộc trao đổi không tiết lộ chi tiết, nhưng thông qua đó, Thủ tướng Scholz một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đức trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến khi cuộc xung đột kết thúc. Thông điệp này rõ ràng không làm dịu đi căng thẳng giữa hai bên, khi Berlin khẳng định sẽ không thay đổi lập trường dù phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi đó, Tổng thống Putin đã một lần nữa chỉ trích NATO, cho rằng chiến sự tại Ukraine là hậu quả trực tiếp từ chính sách mở rộng của NATO nhằm tạo ra sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga. Ông Putin tiếp tục khẳng định quan điểm này, cho rằng chiến lược của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. Mặc dù vẫn giữ lập trường cứng rắn về nguyên nhân của cuộc chiến, ông Putin cũng cho thấy sự sẵn sàng cho đàm phán, nhưng với điều kiện phải đảm bảo an ninh của Nga và giải quyết tận gốc các vấn đề mà Moscow đang đặt ra, bao gồm yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập. Căng thẳng trong quan hệ quốc tế về xung đột Ukraine vẫn đang tiếp diễn và rõ ràng là chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi các bên liên quan đều có lập trường cứng rắn. Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels, Bỉ, ông Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong những tháng còn lại trước khi ông Donald Trump trở lại làm Tổng thống. Mỹ cũng sẽ cố gắng củng cố liên minh NATO trong thời gian đó. Chính quyền sắp mãn nhiệm của Mỹ sẽ tiếp tục củng cố mọi việc chúng tôi đang làm cho Ukraine để đảm bảo nước này có thể chiến đấu hiệu quả hoặc đàm phán hòa bình với Nga trên thế mạnh. Các quan chức của Tổng thống Biden đang nỗ lực cung cấp tất cả khoản viện trợ được Quốc hội Mỹ phê duyệt cho Ukraine trước đó, ông Blinken nói. Theo Ngoại trưởng Mỹ, việc binh lính Triều Tiên giúp Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn. Ông Trump từng tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine, nhưng không tiết lộ bằng cách nào. Điều này làm dấy lên mối lo ngại giữa các đồng minh của Mỹ rằng ông Trump có thể cố gắng buộc Kiev chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Moscow. Trong khi đó, ông Rutte cho rằng Nga chưa giành chiến thắng ở Ukraine. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo Ukraine có thể đẩy lùi sự tấn công dữ dội của Nga càng nhiều càng tốt và ngăn cản Tổng thống Vladimir Putin thành công ở Ukraine. Ông Blinken dự kiến gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine
Andriy Sybiha sau đó. Căng thẳng leo thang, Ukraine nói chuyện với Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa. Mới đây, Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa bên trong lãnh thổ Nga. Hai quan chức Mỹ đã xác nhận thông tin trên với đài ABC News hôm 17 tháng 11. ATACMS là hệ thống tên lửa chiến thuật có tầm bắn hơn 260 km. Quyết định của ông Biden sẽ cho phép Ukraine sử dụng ATACMS ở điểm nóng Kursk, phía tây nước Nga. Trong bài phát biểu hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập đến các thông tin hạn chế đối với tên lửa tầm xa đã được dỡ bỏ. Ông nói, những đòn tấn công không thể giáng xuống bằng lời nói, tên lửa sẽ tự nói lên điều đó. Trước đây, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tên lửa ATACMS tầm ngắn chỉ có thể được sử dụng trên vùng lãnh thổ của Ukraine, nhưng do Nga đang kiểm soát, Kiev yêu cầu Washington cho phép sử dụng ATACMS tầm xa hơn để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Các quan chức Mỹ đã công khai bác bỏ tính hiệu quả của ATACMS tầm xa và chỉ ra rằng Mỹ không có số lượng lớn tên lửa này. Thay vào đó, họ nói về các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine, một giải pháp thay thế rẻ hơn nhiều và với số lượng lớn hơn. Chính quyền của ông Biden cũng được cho là lo ngại về việc vượt qua làn danh đỏ với Nga. Moscow đã cảnh báo không cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các báo cáo dỡ bỏ hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa đối với Ukraine. Trong khi đó, các nghị sĩ cấp cao Nga hôm 17 tháng 11 cảnh báo về việc Washington cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ đã làm leo thang xung đột ở Ukraine. Phương Tây đã quyết định ở mức độ leo thang có thể dẫn đến hậu quả nhà nước Ukraine bị hủy hoại hoàn toàn, thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang Nga Andrei Kalisas tuyên bố. Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban các vấn đề quốc tế Thượng viện Nga Vladimir Dadaborov cho hay Nga sẽ phản ứng ngay lập tức. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky nói rằng việc Mỹ cho phép Kiev tấn công Nga bằng tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ sẽ kéo theo sự leo thang nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!